Chào mọi người nha, em có một con phát điện đẹp như mới luôn nha mọi người. Phát điện này là phát điện Yamaha nha. Nhìn bô này. Bô này là có giảm âm nha mọi người, nên là nó chạy rất là êm. Như mới. Nói chung mọi chi tiết của nó như mới nha mọi người. Ốc ác rồi, zin hết nha. Bình xăng này. Con này em lắc còn xăng luôn mọi người, lắc còn xăng luôn, mở bình xăng vào. Con này chắc sợ về nổ luôn á mọi người. À, còn xăng luôn nha. Mất xăng rồi nó. Này là Yamaha nha mọi người. Yamaha. Bô nó có giảm âm nè. Zin hết nha. Mới lắm. Cực kỳ mới luôn. Này là 23 293 nha. EF23H293 OHV. Đẹp, bản điều khiển như mới luôn mọi người ơi. Con này ấy thì chưa có dọn nha, chưa làm nổi vậy đó, máy còn cực kỳ đẹp. Thì con này đủ đô nha mọi người. Con này ấy thì mình mở bảng điều khiển đồ ra là mình đấu nối đường dây lại là nó sẽ lên điện 220 luôn nha, không cần phải quấn hay là gì đâu, không còn phải quấn lõi hay gì đâu nha. Tần số 50Hz nha mọi người. Đó. Chạy mắc tải là 2.3 nha. Dùng gia đình khá là ngon. Con này chạy êm lắm tại bô giảm âm. Con này em sẽ để cho mọi người ba triệu nha. Con này 3 triệu nha mọi người. Đó. Không bao ship nha mọi người, con này nó nặng khoảng 40 kg, nặng tầm 40 kg, máy rất đẹp nha.